Chào các bạn trở lại. Khải Toàn xin chia sẻ vài bước đơn giản giúp gia tăng may mắn trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn là người có đức tin, bạn rất dễ áp dụng phương pháp cầu nguyện mỗi ngày, có thể vào sáng sớm và mỗi tối trước khi đi ngủ hay bất kỳ thời gian nào khi bạn cần thêm năng lượng tích cực. Vì sao phải cầu nguyện? Thân lực khỏe thông qua ăn uống sinh hoạt chuẩn mực, tâm lực vững mạnh thông qua ý chí của mỗi con người. Theo các nhà khoa học nghiên cứu, 25% bệnh tật do ăn uống, 25% do cơ thể và môi trường sống, 50% còn lại do tâm lý tác động. Giả dụ khi bạn ăn cơm, vẫn món ăn ấy tại nơi này, nhưng lúc vui ăn ngon hơn, lúc buồn thì chẳng muốn ăn. Cầu là muốn, nguyện là phát tâm. Cầu nguyện là phát tâm mong muốn thực hiện được việc tốt lành nào đó. Có người hỏi thế cầu nguyện ra sao? Điều này không có văn tự chuẩn mực. Thành tâm là chính. Khải Toàn xin phép khuyến nghị 3 bước chính cho một buổi cầu nguyện. Thứ nhất là cảm ơn. Ví dụ cảm ơn ơn trên, cảm ơn Chúa, cảm ơn trời Phật đã cho bạn được tái sinh, cho bạn được bữa ăn, cho bạn được giấc ngủ, cho bạn những mối nhân duyên trong kiếp sống hiện tại. Bước thứ nhất, tỏ lòng biết ơn. Người biết ơn là người có lòng bác ái và cũng là người tin vào nhân quả. Thứ hai, nguyện cho an lành đến với chúng sanh. Nguyện đơn giản thì nguyện cho cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái. Nếu bạn có lòng Bồ Tát, bạn sẽ nguyện cho mọi loài. Thậm chí đến một giai đoạn nào đó giác ngộ, bạn nguyện cho những người trước đây đã làm tổn thương bạn, vì nhờ họ mới có được sự vững chãi này. Ý nghĩa của bước thứ hai này là cho đi. Người biết cho đi là người giàu có, là người có phước huệ. Thứ ba, bạn cầu nguyện cho chính mình. Cầu nguyện cho mình đạt được những thành tựu ngắn hạn hoặc dài hạn. Ví dụ như thi đỗ đại học, được thăng chức, kêu gọi nhiều người cùng làm thiện nguyện. Nếu mỗi sáng hoặc mỗi tối bạn tĩnh tọa hoặc đứng trước bàn thờ, bạn thực hiện được 3 điều cầu nguyện trên, bạn sẽ gia tăng cho mình một sức mạnh tâm lực đáng kể, điều mà không một ai có thể làm giúp bạn. Nếu mỗi ngày bạn cần tắm, cần ăn, cần ngủ, điện thoại cần sạc pin, thì việc bạn cầu nguyện ngày qua ngày sẽ cho bạn một trạng thái tinh thần phấn khởi. Thậm chí bạn tự tạo cho mình một loại kháng thể trước những sự việc tiêu cực. Và chắc chắn sẽ có điều kỳ diệu xảy ra sau một thời gian bạn tinh tấn cầu nguyện. Bạn sẽ đạt được những ước nguyện trước đây. Bạn sẽ gia tăng vận may đáng kể. Ai lại không thích mình được may mắn? Có cách đơn giản, có cách cầu kỳ và cần cả sự kiên trì. Bạn nên biết những thứ dễ dàng có được mà không phải vất vả chẳng thể tồn tại lâu trên thế gian này. Và đừng quên mỗi ngày ngồi thiền 5-10 phút trước khi đi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Mời các bạn đón xem video tiếp theo vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.